Hi, xin chào tất cả mọi người. Tôi đang trên đường vào khám phá hang huyện, một trong những địa điểm khá là thú vị và bí ẩn thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên hơn 40 cây số. Để đến với hang huyện thì đã có người đánh dấu vị trí của cái hang ấy ở trên bản đồ rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần đi đến cái đường quốc lộ và đi men theo một con đường mòn để đi tắt hang. Đây, bên kia cái suối này này là cái đường dẫn sang hang huyện. Tôi chưa định vị xem nó bên phải bên trái, nhưng mà đại loại là người dân địa phương ở đây chỉ đường là đi qua đoạn này mọi người sẽ phải đi qua một cái con suối và không có cầu, cho nên là phải lội qua. Đây, tầm này nước suối nói chung là khá là nông cho nên là lội qua được. Mọi người nhớ mang theo ủng để có thể lội qua suối như này nhá. Hiện tại là mùa khô cho nên là suối cạn nước, nhưng mà nếu mà đi vào mùa lũ thì chắc là khó có thể sang được qua bề bờ bên kia. À đâu, chắc là sang được nhưng mà nó sẽ ngập đến tận ngập cao hay không tôi không biết. Đoạn này gần với cái đoạn nước chảy xiết kìa, có vẻ ok. Đây này, ra đến đoạn giữa rồi vẫn chưa hụt lắm. Được đấy. Bên phải có đường mòn này, em thấy bên phải có đường mòn. Mòn đâu, đá. Không, kia kìa, cái đường mòn là phải đường trên kia chứ không phải là đường dưới suối. Được, lên đến nơi rồi kìa. Ok, lên nơi đấy. Vậy là chúng tôi đã đi men theo cái bờ suối này và lên được đến bờ ở trên này rồi mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi men theo cái lối mòn này để lên tìm xem cái đường vào hang huyện ở chỗ nào nhá. Ây à, trên này có bãi đất khá là bằng phẳng. Đây mọi người ạ, bãi đất bằng phẳng ở trên này người ta trồng keo này. Tôi nhìn thử xem là cái hang nó ở góc phải hay góc trái nào. Sau khi định vị cái vị trí của núi bằng file cam thì nó nằm ở bên góc bên này của quả núi cơ mọi người ạ. Được, đấy là cái miệng vào. Đúng rồi. Đây là cái đường đi bộ lên này, khả năng thế này. Nhưng mà cây kia tùm lum hết rồi này. Bởi vì nhìn khá là phẳng. Bản chất là cái này ngày xưa người ta làm nhà máy xí nghiệp ở trong này ấy, gang thép Thái Nguyên này. Cho nên là phải làm một cái đường phẳng như thế để gọi là các phương tiện thồ hàng có thể chở lên được một cách dễ dàng. Nhưng mà lâu ngày không đi cho nên là cây bụi là chiếm hết chạy cả lối đi rồi. Chúng tôi chưa nhìn thấy cái miệng hang đâu. Vòng sang bên này rồi. Đây phải không nhỉ? Đây chắc là nhiều cái thật đấy. Đây này, miệng hang đây rồi mọi người ạ. Đâu? Đây, thấy bờ tường vừa rào thế này. Chắc chắn là thông hết chứ. Nhưng mà phải là đường kia, không phải đường này. Nhưng mà đây là lên đến nơi rồi đúng không? Ờ, kia cửa kia rồi. Đi bên kia. Đây. Để ý kia mọi người sẽ thấy đá đấy không? Đây. Một cái nhà luôn này. Đây có bờ tường này. Nghĩa là mình đang đứng ở cái nền móng cũ luôn. Chắc đường kia. Đi. Nè, đứng luôn này. Bật với tử tế. Cây cối là che hết cái nền móng công trình cũ này. Giới thiệu
Đây là bánh gai. Đây, góc bên này. Đây nha mọi người, đường vào như này. Úi dồi, đường cây như thế này. Người ngoài đi vào là không nghĩ là có một cái đường đi ở bên trong cái bụi như thế này đâu mọi người ạ. Úi dồi, cây đang hết hai bên này. Bảo sao chúng tôi không thể nhìn nổi lối vào. Đây à, đây là để uống nước ha. Mó nước. Mó nước này là nước từ trong hang chảy ra anh. Đoán. Ôi, tự nhiên lên cái đoạn này á, thấy lạnh cả người luôn. Gió mát. Úi dồi. Ý, cửa hang này mọi người. Cửa hang đây nhá. Cây kia là che hết cả rồi, nếu mà đứng ở từ ngoài đường vào ấy, cực kỳ khó nhìn luôn. Chúng ta cùng vào khám phá xem hang huyện ở Võ Nhai, Thái Nguyên có gì đặc biệt nhá. Đây, đứng từ trên này này, mọi người nhìn ra ngoài đường quốc lộ này không thấy đâu luôn, bởi vì là cây các họ trồng cây, người nông dân họ trồng che hết cả đường luôn rồi. Ở cái hang này á, cỏ cây cũng mọc tùm, không nhìn thấy gì nữa. Đường lên hang này, đây là cái cổng này, có bậc thang đi lên hết. Trong này là cả một cái công trình gọi là nhà máy xưa đấy. Mát cực kỳ luôn, gió từ trong hang thổi ra. Wow, rộng chưa này, rộng thênh thang mênh mang luôn mọi người ạ. Nhũ đá này còn nguyên luôn. Tôi nói câu nào mà bên trong hang vọng ra câu đấy, nghe dần dợn. Mệt quá. Nhìn hang xây khá là thú vị. Có những cái cổng lớn như thế này này. Đây là cửa miệng hang nha mọi người. Khả năng là cái phần đá này nó móc sang, cho nên là mình đã xây thêm cái cột cổng như này, trụ, để cho cái đá này đỡ bị sạt lở xuống, sập xuống. Đây, ở tầng thứ hai, chúng ta có thể dễ dàng nhìn phóng mắt ra quang cảnh ở đằng xa. Đẹp quá. Cái bờ đá này mọi người, chữ quyết thắng giặc Mỹ xâm lược tổng đội gì đây, 08 à, gang thép. Ngày khởi công 15 tháng 8 hay tháng 3 kia, năm 1965 này. Ngày hoàn thành ngày 15 tháng 12 năm 1966. Đại loại là đây là nhà máy gang thép Thái Nguyên. Được xây dựng ở trong được xây dựng và làm việc sản xuất ở trong hang trong cái giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Bây giờ di chuyển hết đi ra ngoài rồi, cho nên là bên trong này chắc chỉ còn những cái tàn tích của nhà máy xưa thôi. Đi rồi. Khám phá hang thì mọi người nhớ mang đèn pin để mà nhìn vào bên trong nhá. Trong này mát cực kỳ luôn. À, đây là cái sàn bê tông người ta xây nên quan này. Tài này. Tiếp. Lưỡi gang thép mà. Như này, đây là cái vết nhìn vết bánh xe ấy nhỉ. Đại loại là người ta dỡ bỏ những cái công trình cũ rồi, cho nên là chúng tôi không thể phán đoán ở đây là ngày xưa đã từng đặt những cái gì. Úi giời. Nhiều. À, người dân họ làm nương, làm rẫy ở đây này. Họ hay buổi trưa vào đây nghỉ trưa mát. Chắc là mang chiếu để đây nằm. Đây cái gì? Tường à? Đặt vó hả? Nhìn giống kiểu bể chứa. Thốc kia các kiểu. Ây à, cái này chạy ngầm hay sao ấy? Đây này. À không, hết rồi, chỉ còn đây đến đây thôi. Đây, đường lên tầng trên nha mọi người.
Ở đây vẫn nghe thấy những cái tiếng nước chảy từ trên hang xuống. Chúng ta cùng tiến lên tầng thứ hai để xem có gì đặc biệt không. Như tầng đầu tiên thì chỉ có một cái gọi là khoảng người ta chát bê tông phẳng thôi. Cổng này, cái kiến trúc của cái cổng này giống như cái cổng ở bên dưới miệng hang. Ê à, nhìn hay không mọi người? Chỗ này nó còn nó trụ trụ lại cơ. Bom, trụ trụ. À, chỗ này nhìn giống như chỗ để mà gọi thép là nó phi ra. Ừ. Thép đỏ đỏ. Thép luyện xong á. Ôi dạ ơi. Ê à, bác nào lại trải chiếu ở trên này này. Đây này, chiếu, nói chung là chiếu ở khắp mọi nơi. Thạch nhũ. Nói chung là người mình rất là sáng tạo, xây những cái công trình này tựa vào thiên nhiên. Đang đi trong cái vòm ở giữa cổng, dẫn vào tầng 2. Khả năng thế. Đấy, cổng này là dẫn thẳng xuống tầng 1 đấy. Còn cái đường dẫn này, đường khe dẫn này là khả năng là thành phẩm gang thép, là được chuyển xuống bên dưới. Gì ở đây? Đấy. Chắc là để cái máy dòng dọc hay gì đấy. Thép chẳng là đây. Ây à, chúng ta đang đi vào một con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào bên sâu bên trong cái tầng 2 này. Xem phải cái cửa vừa nãy mà mình nhầm không? Vừa nãy chúng tôi đứng ở giữa cái bãi giống cây giống của gì nhá, keo, keo, cây keo. Tôi nhìn thấy một cái chỗ giống cửa vào. Đặt thành tích cao nhất. Ở chỗ này nó đất nó sạt xuống đây rồi. Cửa này nhỏ lắm, kiểu lối thoát hiểm ấy. Ờ, nếu mà tính ra nếu mà nhìn về cái độ cao của cửa thì trước đây khá là cao. Để xem dẫn xuống đùi kéo đâu. Nhưng mà có đường không? Không. Thế thì là lối thoát hiểm chứ. Ý, gió mát ghê. Gió cứ lùa từ bên trong, à bên ngoài vào. Đây này. Độ cao cao như thế này cơ mà. 3 mét. Chỗ này có những cái đá như thế này cho nên là người ta phải khá là mới. Người ta làm thêm cái cột trụ. Những cái hang này ngoài phục vụ mục đích sản xuất trong thời gian kháng chiến thì thời hiện đại ngày nay thì bộ đội mình cũng hay vào đây để tập quân sự các kiểu. Đây là cái nền móng. Ừ. Đây này, những cái rãnh như này khả năng là để cho cái bánh xe nó chạy. Mọi người yêu mọi người. Ừ. Sao nó dày thế nhỉ? Ừ. Nó mọi người không thành hình mà thành cái bắt thành nhiều phết là dễ riết. Ừ. Đây con nhện to chưa? Ui. Đâu? Đây. Nhện cụ. Ui. Con đen đen này á. Ừ. Chân cả ừ. Những cái trụ. Trụ chắc trước đặt lên ống gì đấy chạy chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này, ở giữa những cái trụ đều có cái tròn tròn này. Ui giời, phân rơi này. Phân rơi. Chắc là đường ống. Khắp mọi nơi. À, bên tầng này. Ê, tiếng nước. Cao thế. Kéo trong lòng suối lên. Đây, ôi, tiếng nước càng ngày càng mạnh rồi. Ừ. Ừ.
Ồ, hóa ra có cái túi ở trong hàng. Ôi trời ơi. Nước trong bát. Ôi nước này. Còn lại thì nước khe suối chảy trong lòng hàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, có nước rồi này. Đường lên tầng 3. Ừ. Đường lên tầng 3 là một cái cầu thang rất là nhỏ hẹp. Khả năng trên này có thể là ban chỉ huy hoặc là nơi để những cái thành phần nguyên vật liệu mà nó không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Một cái ngăn gì đấy. Chắc là bể nước. Cái này ở bên hàng xí nghiệp cũng có này, hàng xí nghiệp Việt Trung ở Lạng Sơn. Cũng có cái bể như này. Đại loại là trên tầng 3 này có nhiều địa hình hơi lồi lõm. Cho nên là người ta chắc là chỉ đường lên để ngồi trên này thôi, chứ trên này chả sản xuất gì. Cái này bị rụng xuống. Chỗ này nó có cái bột bột gì đen đen ý. Cứt rơi rơi. Cứt rơi sao đấy? Bột đang mịn thế. Ngày xưa. Cái này sập đúng không? Hay là cái gì này? Sập rồi, cái này là nhũ sập, thành nhũ sập. Đây. Gãy hết rồi, mấy cái trên này gãy hết rồi. Đi một lúc rồi chúng ta ra đi. Đến bên ngoài rồi này. Sâu 100 mét. Độ sâu chắc là cũng tương đương với Hoa Tiên Hòa Bình. Đây, thép tuôn ra đây. Đó, lòng lòng. Cái gì xuống đây là cái chỗ nước luôn ở kia. Hợp lý. Tại vì thấy bọn thép nó hay kiểu này. Nhá. Yeah. Mọi người nghe tiếng rơi không? Chít chít nãy giờ. Vĩ. Ra ngoài này không khí thoáng hẳn luôn. Thang cao khoảng 40 mét à? Hơn chứ. 50 mét. Vậy là ra đến cổng là chúng ta đã kết thúc khám phá hang huyện ở Võ Nhai, Thái Nguyên rồi. Nếu mà mọi người đến với Võ Nhai thì có thể lựa chọn ghé thăm địa điểm lịch sử này nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình khám phá tiếp theo. Bye bye.